Hello, chào cả nhà. Đây rồi, con gái đi mua về tặng cho Lan đây. Cái gì đây? Để ra coi. Vũ con số ngang đây, vũ con số đây. Hai ve, 2 lít. Bữa hổm nhờ dì ba mua, cái gì ba mua không có nè. Ở phi trường hồi bữa dì ba đi không có. Rồi dì ba mua cho Lan cái này của dì ba mua nè, đó. Chưa uống thử, để nào uống thử nha. Rượu này của Pháp nữa nè. Cái này 40 độ. Cái này hình như là bao nhiêu độ đây? Cái này cũng 40 độ luôn mà Lan chưa từng uống luôn nha. Cái này thì uống hoài rồi. Rồi nó mua gì vậy? Cái này ôi đi qua bên nó mua ba tê rang của Pháp nha. Ba tê. Đi hô đê ông Châu về tặng Lan nè. 2 hộp. 2 hộp khác nha. Này bà Patera ngỏng nè. Nhầm, của Pháp. Còn cái này hem của Pháp luôn. Có lá cờ Pháp đây. 2 hộp. Cái nãy gì mà còn quá tí. Cái 4 hộp này giống như là chocolate chiếc kem rồi với bà con có kem mồm chấm mà có gan ngỗng chổng nữa, nó để gì đó cũng không biết cái gì chổng nha, để nữa ăn thử mới biết. Còn cái này cái muỗng gì đây, cái muỗng hình như có gì trong này nè, có muỗng chót lịch, cây chót lịch. Cái này bánh ngọt để ăn uống cà phê, mà nhưng mình muốn cho nó mềm cái bánh thì để lên ly cà phê cho cái hơi nóng lên nó mềm cái bánh lại mình mới ăn. Nó mua 4 hộp nữa đây. Cái này là ăn cái hộp ngon này trước đi ha. 25% có gan ngỗng. Con này cũng có gan ngỗng nữa nè. Cũng có luôn, có hình con ngỗng nè, bà tê gan. Khóa. Không để lên trên cái ly cà phê. Cái này là để lên trên ly cà phê. Để luôn lên cà phê. Quánh quay phù để lên trên cà phê luôn. Rồi bữa nay sáng nay qua nhà dì Tư ăn sáng. Cô chào cả nhà, mời cả nhà qua nhà. Cái này ở nhà dì Tư nha, đem đồ ăn qua nhà dì Tư ăn ba tê gan ngỗng, dì ba nữa kìa, dì ba dì Tư. Mời cả nhà uống cà phê, dì ba làm cà phê nè. Cappuccino. Dì Tư lại ăn nè, dì Tư nữa kìa. Sao rồi, ba lớn? Rồi khai trương đi dì ba. Ba tê gan gan ngỗng của con gái vậy, nói đi gì bà. Ba tê gan gan ngỗng của Pháp, lá cờ Pháp kìa. Của Pháp nó mua 2 hộp nè, đây nữa nè, với đây 2 hộp nè nhớ. Đó, giờ ăn cái này trước đi, thử đi. Cái này là đi ăn, nó nói cái này ngon hơn, thử đi. Có gan nhiều gan ngỗng nhiều hơn cái này, cái này ít hơn chút. Khui đi chị ba. Ông Tư đuổi à. Ngồi đó đây, ông Tư đuổi à kìa. Ok, let's open cái này nha. One year, one thing này. And can you see my hand? No, I don't see any hand. Rồi thử nha. You see it. Rồi, yes, được không? Được không? Dựng dựng ba cải đó hay lắm. Nhẹ lên kéo được rồi. Trời ơi, không nổi luôn rồi, Dương Tư ơi. Để cho người sức mạnh thần kỳ rồi mở đi. Tụi nó đào tìm, đào tìm yếu rồi. Đó, trời ơi. Đây gì cơ? Tại nó có cái phát triển của cái Kings Liga. Nhìn ngon không? Rồi lấy bánh mì hai thử coi. Đây thử miếng này. Ủa sáng này còn nguyên cục gì? Hay là mình đổ nó ra cái tô này. Ô nó đừng đổ ra tô, dính tô mất công lắm. Ê, chỗ này mình cắt hay sao? Đây cái này sao miếng bánh mì chưa cắt nữa đây chị. Hồi nãy chị tưởng cái cưng cắt rồi chứ, bây giờ cục. Cái này nhìn ngon quá trời à. Cái này gì sao cắt, cắt gì đi. Ngon dễ sợ luôn á. Không quá.
ơi. Ừ. Để ai ăn lấy dứt lên đi. Em chép cho chị sao? Này, miếng này. Trời quyền. Hình như nó over nhiều quá, ta lấy ấy nhiều quá. À, được rồi, nhiêu được rồi. Rồi cho chị Lan có cảm nghĩ đầu tiên của cái pate rồi. Pate của Pháp gan ngỗng. Mời cả nhà. Ăn bánh mì sáng, ăn bánh mì pate ngon không? Mắc tiền thì phải ngon chứ sao? Mắc tiền thì phải nói ngon nha. Cái này muốn ăn là phải vô khách sạn rồi mới có. Thơm dễ sợ luôn á. Thơm ngon. Mấy đồ? Ngon ha. Ngon cái gì? Không nghe. Cho mày đồ ăn được đâu. Cho mày ăn cái này là. Lấy sao bà ba? Kiếp sao làm chó nữa. Tổng thọ đó. Đầu thai làm chó mà cho đồ ăn ngon cũng mà. Chị Tư ơi, Dưỡng Tư ơi. Ê Dưỡng Tư. Rồi không? Dưỡng Tư cho thử miếng của anh này chứ. Mất tâm. Ờ, con qua đây ăn ba tê. Thử đi, ba tê ăn ba tê. Chị đi ăn em ở bên là Frank's gì nè. Bye. Rồi tiếp nữa còn cái này kem năm mấy thằng amigo này để là... không biết nó để gì quá trời nhiều luôn, nó biên cho mày hả? Nó biên nó hiểu đi nó sáng sớm rồi hả, bấm cho cái mang video sớm ra trên play sao là dịch lại với chị. À, bây giờ dứt cái nào chị, mày ngồi xích vào đây, mày ngồi bển nãy tao coi rồi không có thấy mày ngồi mà tao coi rồi. Mày chạy lên đó mày coi mày sao mày lấy mày. Nãy tao muốn coi mà mày né né giống người ta nay à. Mà nữa tao cắt phim không được. Thấy có nửa cái đầu hói à. Má nó chơi nguyên cái dưới này nè, gì từ lên một cái này thì đều ha. Cái bên đây của đầu nó làm nhỏ vậy nè. Dọc gần dọc gần. Ta hết cái này tao phải để sừng lên giống con sư tử. Không sừng mẹ vậy. Thì bởi vậy phải trả 60 đồng mới sừng giống sư tử. 80 coi nhỉ. Đồng. Còn cái này thì má nhà nó sởn thê thảm. Rồi giờ. What did you go buy with? Hồi tối á nó cho cái special đó. Oh, this one. I thought it was. Tôi tưởng là bánh mì. Vietnamese roll. Oh man, that means off. Đây. Rồi đường miếng nữa thôi. When I bite into it, miss the whole thing. Giống như là ham, pork, pork pate. Cái này pate gì heo? Bởi vậy nhầm khi bây giờ mình ở bên đây mình ăn thử đi. Hồi đó ông cố nội với bà cố ngoại mình ăn đậu bắp không mà còn ăn được. Vậy chứ đó, ê mày nói ông ngoại mình ông quê vậy chứ hồi đó là ông ngoại còn đám cưới bà ngoại còn còn nhờ mà bà con dòng họ gì mua cho ông ngoại đôi vài patana gì đó mang đi mà cô bà ngoại nó đi té nhớ mang đâu có quen đâu, chắc cả trăm năm về trước nha bà con ông ngoại mình á lúc cưới bà ngoại á. Rồi có đám cưới bà ngoại là người ta che cái lọng á, hai cái lọng là bà, hai cái lọng của bà ngoại hồi đó ta che đám cưới bà ngoại á, rước dâu hai cái lọng đó là mượn từ ở chỗ chùa bà nha. Hồi đó là bên bà có uy tín lắm, người ta mới cho mượn hai cái lọng đó là đám cưới che ông ngoại bà ngoại mình đó. Trong chùa bà, hai cái lọng trong chùa bà đó, bà ngoại nói hoài kể lời cho nghe. Cái đó ngon hơn hả? Để chín rồi mày ấy để tao thử ha. Này nè, em làm sẵn chị nè. Ừ, thử ha. Đậu mì đưa hủ của mì ra. Dì Tư này làm mấy thơm mấy còn ngon hơn nữa. Dì Tư làm pate gan cũng ngon.
Hình như cái này nó giống hem hơn cưng. Tấm làm một lần cho chị ăn ngon lắm ạ. Chị tư thắng làm ngon lắm ạ. Cái gan mình phải ngâm sữa cho nó tẩy cái độc nữa mẹ. And Lorex nói làm nguyên con vịt is really nice too. Để bữa nào mới làm. Ba tê vịt đó vậy thắng. You know, just organic, cái gì free range. Ủa ở đây làm gì mà kiếm được gan da gan vịt ta? Thì dặn cái tụi đó nó bán á chị. Dặn mấy cái hãng gà hãng vịt đó phải không? Rồi. Thử miếng nữa nha bà con. Chắc bấm lại con. Rồi. Ngon có hiểu không hả? Hiểu gì từ gì hay. Nó hiểu mà nhiều khi kêu nó nói lại nó không biết được nói thôi cho nó hiểu tiếng Việt. Đừng có nói cao thấp quá nó hiểu. Đó, mình nói ít nhất cũng phải hiểu chứ không thôi người ta chửi đứng đó cười. Yeah, cái này nó cái này nó cái dạng nó giống như không nó giống như là hem mà chứ không còn pate nữa. Nó nhiều hem quá nó để ba tê chứ thật ra là hem rồi giống như hem rồi. It's alright with crackers. Cảm nghĩ sao cũng được đúng không? Ok nếu free, mà free cái đại đồ tội nghiệp nó quẩy nặng về tới đây đó từ Pháp đó, từ Âu Châu nó mua bưng về tới đây. Thì lý em nó dặn rồi mà nó ăn cái mà đỏ nó ngon hơn. Nào đâu? Mở luôn. Về nãy không mở rồi. Mở rồi. Đó, nãy giờ mình ăn cái đó rồi đó đó. Nãy giờ cái mà đỏ. Màu đỏ đó. Có cái bánh này nè, mở mẹ ra đi, nước miếng đi rồi còn chừa lại cho chấm gì đó, cái này chấm vô trà. Không để lên trên cái cà phê gì mở luôn đi cho lỡ rồi. Thử rồi, rồi mở rồi sẵn đóng phim rồi. Luôn. Nó kêu để lên cái cà phê đó. Thử đi xin đi. Lấy ra đi. Cho đứa cái ăn thử thì khỏi để vô cà phê đâu. Nó kêu để lên ly cà phê gì nè. Thấy em nói chị vậy đó. Ừ, để lên ly cà phê tư đi. Chị tư thử nha chị tư. Không chị đi mai còn quay cái cà phê chị. Không, của chị còn nóng, còn nóng khỏi. Nó cạn dưới này thôi. Hai ăn miếng còn thôi cắn ăn để mà bỏ mày. Chế cái dưa trái. Ừ. Ở trong nó có nhân gì ba ơi. Thôi để ăn gì đi ngon. Bạch nha. Khala mù giống như là cái nước đường nó thấm ở trong á, vị. That's why nó kêu để lên bây giờ mình uống cà phê xong đó thì mình mới ăn tới này trễ quá. Ăn riêng đi bà con kêu để lên vậy nè. Trễ quá rồi. Mà vẫn ngon phải không? Nó vẫn còn mềm tại vì kêu để lên. Nhiều khi ở bên Pháp nó trời lạnh nó cứng quá. Người ta phải để như vậy cho nó meo ra. Con này nó mềm. Con này nó qua tới đây 40 độ rồi. Để vô này chậm nhạp có gì đâu trời. Không nói phải. Nó chỉ muốn cho chị để đó cho cái hơi nóng để nó meo. Nóng lần nó cái đường ấm nó chảy cái đường ra. Mà giờ về tới đây nó mềm xèo rồi, ở đây đang nóng 40 độ rồi. Nó cho nó hơi ấm lên. Ngon. Cũng ngon. Chỗ sao đừng tư lên coi phim Tàu nha bà con, có ai ghiền phim Tàu là nghe vô được á. Cái gì quên rồi, coi còn lỗ mũi luôn. Tin võ môn rồi bây giờ tới gì vậy? Những tư là mấy phim hồi xưa á. Đâu bữa mới coi tin võ môn mà. Thế những tư that's your coffee. Nó giờ quên nữa nè, ly cà phê vô. Is that milk or almond? Milk. Okay, where's your dad? Lúc hỏi là kia là ai nè. Ngon. Để bánh ngon ha, bánh ngon phải không? Bánh ngon, cái bánh ngon. Bánh ngon, nửa cái nữa gì ba? Ở lại đây đây em còn rồi, đi ăn hết. Ăn đá em để cái ly nó lấy ra ly đá. Ủa thằng cháu ta đâu rồi ta? Nó đâu rồi xin đi. Hỏi nàng không nó rồi. Đúng. Kha nàng. Không phải sợ chết, có sợ có chót vịt được.
Rồi, chó vậy đó. Không ổn quá. Không. Where's the dog? Yeah. Có anh nó mất sườn ăn giết là chết luôn à. Ừ, ăn giết là chết. Ăn giết mập quá chết. Thành hột mít. Cái bằng cái gì? Hột tiêu thành hột mít. Lùi cho nó lại nó lo quá nó té bể bụng chết. Chết hôm nay nó ốm quá mày. Bị con chó kêu quậy nó mấy bữa ốm đó. Exercise chứ quậy gì hai thằng exercise nhiều quá chạy dở. Ừ. Con ngọt quá con bị chết nữa hả? Cái này mà chắc nó lấy cái cây làm fire torch. Ê bên Canada thì thấy nó có loại đường nó làm bằng cây thông á ngon lắm á. Cái đó chét lên bánh mì dày giòn thịt giòn ngon. Đúng rồi, bánh mì này cũng ngon. Bánh mì dở mà. Nói chung ăn cái này nè phải bánh mì ngon. Bánh mì này không ngon mà bà con ơi, cứng ngắt cái chọi u đậu luôn. Cracker. Ừ. No, you have to have sourdough. Oh, just chị ta không thích thì ăn bánh mì của Pháp á, cái loại dài vậy nè nó mới ngon. Thì cũng là nó mới mà nó phải cái doughy chút xíu. Cái doughy của nó. Ừ, đưa tao cái đó tao ăn. Ngày đồ chùa. Sáng tính đi lo cho chị. Cái này không cái lại không cái bánh ngọt của mày phải mua cái này là đồ Việt Nam rồi nha bà con, đồ Việt Nam. Ăn không con? Thử đi nè, thử miếng đi. Rồi lấy bao một hộp đi. À, mấy chị em ở gần nên đói bụng là cứ chạy qua ăn nè nha bà con. Có đồ ngon thì mấy chị em ăn chung. Hồi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ giùm. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye.